Hello mọi người nha, chào mừng đã quay trở lại kênh channel của mình nha. Thì trong video trước của chúng ta thì chúng ta đã tìm hiểu về cái 2 video trước chúng ta tìm hiểu về các cái phạm vi của biến đổi global, local, super global. Đấy đúng nha. Thì trong video này của chúng ta sẽ sử dụng hai cái phương thức, đó là get và post, để lấy các cái giá trị nhằm mục đích chúng ta sử dụng. Đấy. Rồi thì tại sao là thế, thì bây giờ mình sẽ tạm thời mình sẽ tạo ra một cái file mới nha. File mới có tên là getPost.php nha. Đó là trong file này mình sẽ tạo ra một cái function nha. Một cái đoạn PP đúng nha. Lấy giá trị với phương thức get đúng nha. getPost đúng nha. Wait. Có được nhá. Rồi. Rồi thì bây giờ ở dưới này chúng ta sẽ tạo ra một cái form. Rồi trong cái form này của mình, đầu tiên mình sử dụng phương thức get trước ạ. Trong cái form này chúng ta sẽ có hai phương thức. Nếu như bạn nào học về HTML của mình, trong khóa của mình ở trong cái video mà mình đã nói về HTML ấy, thì mình cũng đã nói về get với post rồi, cái sự khác nhau nó rồi. Nhưng ở trong video này chúng ta mới thực sự là chúng ta sử dụng get post này. Nên mình sẽ tạo ra một cái input, và mình sẽ ẩn nó đi. Đấy, và mình sẽ gắn cho nó một cái biến name, tên là David như tên. Và sau đó thì value của mình sẽ bằng, ví dụ hiện tại thì tên mình sẽ là Trần Toàn. Rồi, và dưới chúng ta có một cái nút tên là nút input, và mình sẽ submit. Đấy, và sau đó mình sẽ đặt cái giá trị của ô input này để hiển thị ra sẽ là ấn em đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài trình duyệt nhá. Chúng ta sẽ truy cập vào file get post đúng không? Ở đấy thì đúng nha, như vậy là chúng ta đã có cái nút. Rồi mình sẽ phóng to cái này ra nha. Rồi ấn em đi đúng không? Rồi hết cỡ rồi. Đấy, cái nút này của mình sẽ là ấn em đi. Thì ra chúng ta sẽ quay lại với file source thì code chúng ta. Thì ra chúng ta thấy rằng là phương thức get của chúng ta sẽ là sao? Sẽ là lấy cái giá trị từ ô input này, mà giá trị nó bây giờ là Trần Toàn, và mang lên trên thanh gì nhỉ? Address bar đúng nha, có nghĩa là thanh địa chỉ đấy đúng nha. Bây giờ mình sẽ làm một cái chỗ PP ở đây để mình chú thích lại những gì mình vừa nói nhé, tránh bạn nào mà kêu video mình tiếng hơi nhỏ thì có thể là nhìn mỗi chữ nhà get thì sẽ là lấy chết get sẽ là lấy dữ liệu từ biến mang lên trên address bar nha, là thanh địa chỉ. Rồi. Đấy, còn mình viết luôn post ở đây là lấy dữ liệu và sử dụng đúng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ Ctrl S lại. Bây giờ mình quay ra Chrome nha. Bây giờ mình sẽ, mọi người chú ý trên cái thanh này của mình nha. Đầu tiên giờ cái này của mình không có gì đúng không? Bây giờ mình sẽ ấn em đi này. Đấy, còn thấy nha. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta thấy là sẽ có tên là Trần Toàn đúng nha. Đấy, nó lấy cái giá trị này đúng nha. Thì nó bảo gì đây, request url pp test get, không tìm thấy cái server này thì không gì cả. Như này chúng ta không cần quan tâm, chúng ta quan tâm get hoặc post thôi đúng nha. Thì giờ chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta quay trở lại đây và chúng ta sẽ là echo ra và mình lấy giá trị là get nha. Mình get là để mình lấy cái giá trị ở trên thanh địa chỉ này. Đây này, lấy cái giá trị trên thanh địa chỉ này, mình ấn lại lần nữa nha. Đây, cái tên biến chính là tên này đúng không? Chúng ta lấy cái tên biến này ra để xem hiển thị ra cái trang web chúng ta nha. Chúng ta quay trở lại file source code. Đây sẽ là tên. Đúng nha, bây giờ mình sẽ Ctrl S lại đúng nha. Đấy, rồi giờ mình ra ngoài Chrome mình reload lại trình duyệt nha. Không, xóa này đi đã. PT test đúng nha, sau đó truy cập vào REST code. Đấy rồi, ấn em đi. Rồi thì anh thấy rằng là bây giờ thì nó lỗi bởi vì sao? Bây giờ nó chưa có biến tên.
mình phải ấn xong này, đấy, thì nó mới có được cái biến tên, thì nó mới không báo lỗi nữa được cho nhà, đấy. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với file source code đúng nha, echo ra get đúng nha. Đấy, bây giờ mình sẽ sử dụng nha. Để mà sửa lại cái đấy ấy, thì ở trong video trước mình đã có rồi, đấy là insert đúng nha, insert để mà set, nếu mà biến nó chưa có thì tạm thời sẽ không sử dụng nó đúng nha. Nếu mà có đúng nha, nếu mà có thì chúng ta sẽ mày in ra, echo ra đúng không, chúng ta mày echo ra cái gì, cái biến từ biến get đúng nha, đây get, và chúng ta in ra tên được nha. Đó rồi, chấm phải lại đúng không, chúng ta sẽ kiểm tra xem ở đây chúng ta sai gì đây. Set đây set sẽ là echo ở đây được nha. Đó đấy, đấy nhỉ? Thì cái hàm isset này là nếu mà nó chưa có giá trị thôi, nó sẽ không tính tới nữa, nó sẽ bỏ qua này, thì coi như là cái dòng code này không có gì. Còn nếu mà đã có rồi thì nó bắt đầu mới thực hiện cái này, được nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với Chrome, các bạn xem lại video nhé, các bạn sẽ biết được nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta reload nó lại. Rồi chúng ta reload lại đấy, thì nó thề không thấy cái lỗi đúng nhỉ? Bởi vì là bây giờ nó chưa có biến tên, thế nên là nó chưa có biến tên. Đây là nó chưa có biến tên nhá, nó chưa có biến tên. Thế nên là ở đây nó bảo iset nó chưa thành biến tên, thế nên nó bỏ qua code luôn và nó thực hiện tiếp cái này cả nhà. Đấy, thì nó không hiện lỗi nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn em đi. Đấy, thì bắt đầu nó mới hiện biến tên của chúng ta đúng nhỉ? Còn bây giờ này, còn bây giờ chúng ta nhá, đấy là chúng ta sẽ quay trở lại đúng nhỉ? Và chúng ta chuyển nó sang phương thức code. Đấy, phương thức code. Đâu rồi, phương thức code. Code đúng nhỉ? Code. Đấy, chỗ action này này. Mình vẫn tiếp tục dẫn tới trang code thôi, phần pp đúng không, vẫn là trang đấy thôi, thì đi đâu đâu, bây giờ chúng ta chưa cần phải làm gì cả. Bây giờ mình chuyển này sang code nhé, đúng không, chuyển này sang code đấy. Thế giờ chúng ta sẽ ra ngoài trình duyệt, chúng ta reload nó lại xem chuyện gì xảy ra. Bây giờ ấn cái đấy thì nó bảo là not found đúng không, đấy, nhưng chỗ phần tên này này, đấy, code sẽ bằng tên. Ok, mình sẽ kiểm tra lại xem nhá, từ nãy giờ mình bị sai gì không nhá. À đây, chỗ này của mình nó method mà, tại sao là action, nó method mà. Đó. Từ nãy giờ mình sai hả? Đấy, rồi, thì từ nãy giờ chúng ta là method, cứ bảo sao bị sai. Rồi, thì đấy, bây giờ mình sẽ reload lại nha, bây giờ mình ấn cái, đúng nhá, ấn cái, ok, thì nó không có chuyện gì xảy ra nhá. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài, việc chúng ta thấy này, code này, bây giờ tạm thời mình bỏ trang đi. Đấy. Như mình nói đây là tạm thời mình không phải chuyển trang nào, cho nên mình không thể làm gì trong code cả đúng nha. Bây giờ quay trở lại với get nhé, để xem trước đấy mình đã tính, để xem là trước đấy mình sai gì nhá. Ok, mình reload lại. Ok, continue. Đấy, con thấy nhá, thì bây giờ chúng ta thấy nhá, bây giờ chúng ta bắt đầu đang là get này, chúng ta get các đấy nhá. Bây giờ này pp này không phải chấm tên, các bạn thấy không? Đấy, thì get này nó sẽ mang cái giá trị của input đấy và mang lên, nó gắn lên trên address 3 này chúng ta. Đấy nha, các bạn thấy nhá, nói chuyện address 3 này chúng ta. Đấy, được nha, đấy là về get. Đấy, sau đó chúng ta làm một công việc đấy, chúng in nó ra, được nha. Đấy, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta sử dụng post xem chuyện gì xảy ra nhá. Chúng ta sử dụng đây sẽ là post. Được nha, post. Rồi, và ở đây mình sẽ sử dụng một cái nữa, mình sẽ insert luôn, insert. Được nha, nếu mà là post, mình sử dụng post để lấy giá trị của biến tên nha. Nếu mà có thì bắt đầu mình với in ra, echo ra, echo ra post nha, và lấy biến tên đấy, từ cái form đấy được nha. Đây là cái biến tên này ở cái ô thuộc tính name này được nha, bạn nhớ đấy. Ví dụ bây giờ mình sẽ thay giá trị này đi, đó là sky on bird được nha. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài trình duyệt, chúng ta reload nó lại. Nhớ reload thì các bạn nhớ xóa cái này đi nhá, bởi vì là rồi cái post được nhá, ấn em đi. Bởi vì bây giờ là do cái form này giờ có dạng post, thế nên nó sẽ không mang cái giá trị gì ở lên trên anh address 3 nữa, mà nó lấy và nó hiển thị ra luôn màn hình nhá. Bạn thấy nhỉ, đấy, con thấy không? Nó sẽ hiển thị ra luôn mà nó không hề mang cái giá trị vừa rồi nó mang lên trên address 3 này. Thì các bạn thấy rằng là nó có hai cái kiểu này, bởi sao? Chắc chắn là nó hai kiểu thì phải có hai cái dùng khác nhau đúng nha. Các bạn thấy là tùy có những lúc thì form chúng ta cần hiển thị trên thanh trình duyệt này để chúng ta có thể là fix lỗi hoặc là làm công việc gì đấy đúng nha. Còn cái việc mà chúng ta sử dụng post này để chúng ta muốn là bảo mật thông tin
À, để tránh là người dùng có ghi lại, người dùng có nhớ lại lịch sử thì nó cũng không bị lưu ở trên thanh trình duyệt này, đúng nhỉ? Ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình lấy ví dụ rất đơn giản thôi. Bây giờ mình đã cho người dùng nhập tài khoản mật khẩu mà mình sử dụng phương thức get, thì có phải là tài khoản mật khẩu của người dùng sẽ bị mang lên trên address3 này, đúng nhỉ? Đấy, và sau này khi đây, khi người ta dùng mình đánh một cái là nó hiển thị hết ra cái danh sách địa chỉ của mình này, thì người dùng sẽ rất là dễ bị mất cái tài khoản của người dùng nha. Thế nên thay vì đấy thì người ta sử dụng code. Nhưng ở một cái khía cạnh nào khác ấy, người ta sử dụng get để sao, ví dụ như người dùng submit một cái form nào đó, ví dụ như là trần toản này, tên này, sau đó số điện thoại thứ, người ta submit lên đây và người dùng có thể nhìn thấy để có thể là đối chiếu để người ta thấy là mình đã nhập đúng hay chưa, sau đó mình sẽ tiếp tục làm công việc gì tiếp theo, đúng nhỉ? Đấy thì đấy là cái tác dụng của get hoặc post, đúng nhỉ? Hai cách là hai cách hoàn toàn khác nhau. Thì bên cái các bạn hoàn toàn ở đây các bạn không cần phải sử dụng hai đến nữa, các bạn hoàn toàn để sử dụng text và cái value các bạn hoàn toàn để chống được, bởi vì là bây giờ chúng ta sẽ nhập giá trị vào, đúng nhỉ? Bây giờ chúng ta ra ngoài Chrome và chúng ta reload lại, reload, đúng nhỉ? Thì hiện tại thì cái scanbot thì giá trị nó vẫn là thế rồi. Bây giờ chúng ta sẽ là ấn md này và ấn md, thì bây giờ mình sẽ đặt tên biến nó chính là hello nha, ấn md. Đấy thì giờ tên biến sẽ lấy hello, nó tán để là nhập các khác, ví dụ như là scanbot md. Đấy được nhỉ? Đấy, hello các bạn. Đấy được nhỉ? Nó tán thế là dựa vào thông code thì các bạn có thể làm công việc đấy bảo mật này. Ví dụ mật khẩu của mình, hay dùng là 123 đi. Đấy. Thì nó sẽ chỉ mang đi và nó làm công việc đấy đằng sau của trang web này mà mọi người dùng không hề biết, mà người muốn ăn cắp cũng không thể biết được, đúng nhỉ? Đấy, được nhỉ? Rồi, thì đấy là toàn bộ kiến thức về getbot. Các bạn nhớ chỗ này là method nha. Mình từ nãy giờ cứ dùng action bảo sao nó cứ bảo lỗi, đậu.